Cầu thủ hai bên đã lao vào nhau. Nhiều khả năng sẽ có thẻ phạt trong tình huống này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của em Best Mobile. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ review về một cầu thủ, một con hàng đang rất là cháy, đó chính là Rüdiger. Các bạn có thể nhận được cái thẻ 5 sao để đổi cái cầu thủ Rüdiger này ở cái mục starter ha. Các bạn chỉ cần đá tới 3.000 điểm là các bạn đã có cho mình được cái thẻ 5 sao rồi. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái mục contest và tìm tới cái box của Rüdiger đây ha. Đây, cái phần này, và các bạn chỉ cần chọn vào cầu thủ Rüdiger hoặc là một cầu thủ nào các bạn yêu thích thì các bạn đổi được thôi. Ok, xem qua một vài chỉ số của Rüdiger thế nào. Ông này chỉ cao 1m90, đối với một trung vệ thì đây là chiều cao rất là lý tưởng rồi, rất là cao nha các bạn. Độ tuổi 28 rất là, độ tuổi rất là đá rất là hay luôn. Và chơi theo cái style là Destroyer, giống Ruben Dias và Koulibaly nha các bạn. Chơi style cao nhất là Possession Game này, đó. Coi qua một số chỉ số thế nào. Về cái phần chỉ số tấn công thì không cao lắm, nhưng mà phòng thủ rất là cao nha các bạn. Bạn có thể thấy cái độ hiếu chiến cũng như là sọt bóng của Rüdiger rất là cao này, 89 và 95 ha. Những cái cú sọt của Rüdiger rất là chắc các bạn. Cũng như là cái phần bật nhảy và phần physical contact. Cái phần physical contact này là khi mà các bạn, nói chung là khi mà hai đối thủ mà đang chênh nhau bóng thì cái phần này cao thì khả năng cao chúng ta sẽ lấy lại được bóng ha. Ok, stamina 76 quá lộn. Phần skill thì chỉ có phần đánh đầu ok này. Đó. Sliding tucker, cái độ sọt bóng, có skill sọt bóng nha các bạn, rất là ổn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào trận đấu để xem Rüdiger này đá như thế nào nha. Ok, cùng nhau bắt đầu trận đấu đầu tiên thôi nào. Hiện tại mình đang đá ở cái mức trên TV Season 3. Đây là một cái bức tranh nói chung cũng rất là khó rồi. Và những bạn chơi ở cái rank này cũng gọi là đã có kỹ năng chơi. Nên là khi mà Rüdiger đối đầu với những bạn này thì cái kỹ năng phòng thủ nó sẽ được phát huy tối đa. Khi mà mình chơi một trận đấu thì mình sẽ không cắt quá nhiều. Tại vì mình muốn cho một cầu thủ chơi hết trận đấu cũng như là cho các bạn có một cái nhìn nó toàn diện hơn. Chứ nếu như mà mình cắt những cái pha mà Rüdiger phòng thủ thì cũng không có gì đáng coi hết đúng không? Mình sẽ cắt những pha. Cái thứ nhất là Rüdiger phòng thủ này. Cái thứ hai là Rüdiger sẽ chuyền bóng cũng như là phản công dành cho team của mình. Khi mà mình làm một cái video gì đó thì mình muốn phải có cái sự teamwork ở trong đó, chứ không phải là mình sẽ làm mỗi một cầu thủ Rüdiger. Các bạn có thể thấy pha bóng này, Rüdiger phòng thủ rất tốt cũng như là sọt bóng rất là chính xác. Mình đánh giá cao khả năng sọt bóng cũng như là cắt những cái đường bóng của Rüdiger nha. Nếu như mà cho về những cái thang điểm thì mình nghĩ Rüdiger mình sẽ cho 9/10 so với Victor Van Dijk. Victor Van Dijk và Rüdiger cũng nói chung cũng na ná nhau đó các bạn, nhưng mà mình thấy Rüdiger chơi hăng hơn nha các bạn, còn Victor Van Dijk thì hơi hiền. Đó, các bạn có thể thấy những cái đường sọt bóng cũng như là những cái đường chặn bóng của Rüdiger rất là chắc chắn luôn. Ở trong cái box này thì mình thấy Rüdiger là đáng để đổi nhất ha, chỉ số rất là cao tới 98 lận. Mình đã nâng maximum cho Rüdiger luôn. Trong thời gian sắp tới mình sẽ làm về Cholet nha các bạn. Đấy, một cầu thủ cũng rất là dẻo và cái lực sút rất là căng, tới 96 lần. Ok, quay trở lại với Rüdiger nào. Nói một tí về cái điểm mạnh của Rüdiger đi ha. Thì hầu như những CB hoặc là những cầu thủ nào khác cũng đều có một cái chỉ số tương tự. Quan trọng là các bạn thích chơi cầu thủ nào thôi. Điểm mạnh của Rüdiger mình thấy là kỹ năng sọt bóng. Cái thứ hai là khả năng chặn bóng và đánh đầu. Đó, một trong những thế mạnh của Rüdiger. Phát này Rüdiger hơi ngáo nha các bạn. Mình chả biết tại sao, nhưng mà tự nhiên ổng dăng lên mà ổng về không kịp. Xém tí thì Kylian Mbappé ghi bàn rồi. Nhưng mà không sao, thì mình vẫn phòng thủ được. Trong cái đội hình này mình chơi tới 3 CB là 2 Speed Up và 1 Destroyer. Destroyer chính là Rüdiger đấy các bạn. Về cái style Rüdiger thì các bạn thấy chơi nó sẽ hiếu chiến hơn rất là nhiều và thường xuyên dâng lên. Bởi vì trong cái pha bóng đó thì Rüdiger dâng lên là một điều mà mình nói chung là cũng không thể nào mà trách Rüdiger được. Các bạn có thể cho Rüdiger đá với Victor Van Dijk và Delay cũng ok. Mình thấy nếu như mà để hai style Destroyer thì đá nó hơi nguy hiểm một tí. Tại vì không có trung vệ nào bọc block ấy. Hai ông nào thì ông nào cũng hiếu chiến cũng như là dâng lên cao.
nên là sẽ gây ra rất là nhiều những cái lỗ hổng trong cái đội hình của chúng ta. Pha này sọt bóng tốt đi và T-Cross triển khai bóng nhưng mà rất tiếc không được rồi. Nếu như các bạn muốn phòng thủ tốt với Rüdiger thì nói chung cũng sẽ có rất là nhiều cách phòng thủ tùy theo cái lối chơi của các bạn phòng thủ như thế nào thôi. Pha bóng này team bạn đang phản công này, mình kéo D-line nhưng mà Rüdiger lại chạy vào trong. Pha bóng này mình nên bè D-line về cầu thủ kia thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà không sao, bị dẫn trước một bàn mất tiêu rồi. Một pha phòng thủ không tốt ở đội của mình. Khi mà các bạn chơi 3CB thì cánh của chúng ta nó sẽ rất bị khuyết nha các bạn. Nó bị lỏng rất là nhiều. Nên là thường thì mình sẽ không thích chơi 3CB cho lắm. Mình sẽ chơi 5CB hoặc là 4CB nhiều hơn. Nói sơ qua một tí về cái cách phòng thủ đối với Rüdiger hay nào. Thường thì như mình nói có rất là nhiều cách để các bạn có thể phòng thủ. Có người thì thích chơi pressing, có người thì thích chơi smart up, cũng có người thích chơi cái kiểu bê góc. Kiểu như các bạn sẽ chơi mà nhấp đồ ấy, nó cũng rất là khó chịu ha. Thì tùy theo cái lối chơi các bạn thôi. Đối với mình thì mình thích chơi smart up cũng như là mình chơi bê góc nha bạn. Pha bóng này, trời ơi, không ngược vào mất rồi. Mình thích chơi smart up hơn. Kiểu như mình sẽ dùng Rüdiger để mình canh cái hướng của đối thủ và bắt bài đối thủ thôi. Chơi chỉ có vậy thôi. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ ra một cái video về cách để các bạn có thể phòng thủ. Thì các bạn có thể biết phòng thủ cũng là một nghệ thuật trong bóng đá và eFootball. Nếu như các bạn phòng thủ tốt thì team bạn sẽ rất là khó để có thể ghi bàn vào lưới của bạn. Nhưng mà nếu như bạn phòng thủ không tốt thì một bàn bạn có thể bị ghi 10 bàn là cái chuyện hết sức bình thường. Pha này mình dùng Rüdiger để bè này và sau đó Victor Van Dijk đấm thôi các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là Victor Van Dijk, một cầu thủ build up, luôn luôn hỗ trợ cho Rüdiger. Nên là đây cũng là một cặp CB mình nghĩ là sẽ được yêu thích trong tương lai. Rüdiger sọt bóng tốt này. Các bạn có thể thấy là mình không sử dụng Rüdiger nhưng mà Rüdiger vẫn tự lao lên để sọt bóng. Rất là hay ở cái pha bóng đó ha. Nếu như mà pha bóng đó thành bàn thì mình nghĩ Rüdiger là người có công lớn nhất vì sọt bóng và sau đó triển khai bóng để phản công. Phát này mình biết team mạng truyền vào này. Đó, sử dụng Victor Van Dijk. Đó, thì các bạn thấy chưa? Rüdiger luôn ở trên cao và Victor Van Dijk sẽ nằm ở dưới để có thể bọc lót cho Rüdiger. Nói sơ qua một tí về điểm yếu của Rüdiger nào. Cầu thủ nào thì mình nghĩ cũng sẽ có điểm yếu, quan trọng là nhiều hay ít thôi. Qua một số trận mình đá thì điểm yếu của Rüdiger hiện tại mình chưa thấy nha các bạn. Đá vẫn còn rất là tốt, mặc dù cái pha bóng hồi nãy hơi ngáo tí. Nhưng mà biết sao bây giờ, đó là cái style của Rüdiger rồi. Và đôi khi thì Rüdiger hay bị mắc lỗi. Và trong bóng đá thì cái chuyện mắc lỗi nó hết sức là bình thường. Đối với mình vẫn thấy Rüdiger thủ rất là cứng. Và mình nghĩ là bạn nên cho Rüdiger vào trong tuyến của mình. Pha bóng này, phản công tốt này. Và một điều dành cho team của mình. Như các bạn có thể thấy từ đầu trận tới giờ thì Rüdiger vẫn đảm nhiệm tốt cái vai trò phòng thủ và là một cái hậu phương vững chắc cho team của chúng ta. Nên là mình sẽ đánh giá cho Rüdiger là một trong những CB tốt nhất trong game eFootball 2023 này. Tất nhiên là sẽ có những trung vệ khác, điển hình là Ruben Dias, một cầu thủ, một trung vệ mình cũng rất là yêu thích của Man City, đá rất là chắc luôn nha các bạn. Tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể thay thế cho Rüdiger được, tại vì Rüdiger vẫn đảm nhiệm tốt cái vai trò phòng thủ này. Và mình sẽ cho Rüdiger ở cái thang điểm là 9/10. Cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Và như các bạn có thể thấy là chỉ số bây giờ là 2-1 rồi. Và công lớn vẫn là cho Rüdiger vì Rüdiger phòng thủ quá tốt đi các bạn. Mình nghĩ video đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái số video tiếp theo. Và hãy dành một like cũng như là một subscribe cho Rüdiger của chúng ta nha. Ok, bye bye.